Thanh Hà, phải, và Ngọc Sơn ngồi chung ghế nóng trong một tập sắp phát sóng của chương trình Ai Sẽ Thành Sao. Kể về nam đồng nghiệp, giọng ca mong manh tỉnh về chia sẻ anh là người trộm cái đẹp và rất biết cách lấy lòng phái nữ. Ngay trước, Ngọc Sơn hay mặc áo thun cộc tay để khoe thể hình nhờ tập gym. Có lần, lưu diễn chung ở Mỹ, anh dậy từ sớm, diện áo ba lỗ, quần short dù trời rất lạnh. Anh cũng thường xuyên khen ngợi nhan sắc của chị, gõ cửa phòng Thanh Hà để rủ cùng chạy bộ. Thanh Hà kể chuyện Ngọc Sơn dậy sớm rủ chị chạy bộ. Thanh Hà kể chuyện Ngọc Sơn dậy sớm rủ chị chạy bộ. Thanh Hà chăm chú nghe Ngọc Sơn thị phạm cách hát cho một thí sinh. Tôi luôn ngưỡng mộ Ngọc Sơn, không chỉ ở giọng hát mà còn ở các bài học anh tận tâm chỉ bảo học trò, chị chia sẻ. Thanh Hà được MC Quang Bảo dẫn ra sân khấu chào khán giả ở đầu chương trình. Ca sĩ Lai Việt Đức trộm mặc gợi cảm khi làm giám khảo game show. Trang phục yêu thích của chị là đầm cúp ngực xuyên thấu. Quang Dũng, Minh Tuyết, từ trái sang, tiếp tục là giám khảo cuộc thi ca hát mùa 2. Ca sĩ hướng dẫn thí sinh cách lấy hơi trong hậu trường. Thanh Hà thay Phương Thanh ngồi ghế nóng 2 tuần do cô bận đi công tác. Chị đùa được giao vai ác vì trong tập sắp phát sóng, chị phải loại một thí sinh của đội Phương Thanh. Tam Kỳ.